Có nghĩa là chúng mày hay xin nghỉ chiều thứ bảy hay cả ngày thứ bảy? Chiều thứ bảy ạ. Chắc chắn trong đây sẽ có những người nói dối. Chắn thay thay là đứa nào? Cháu ạ. Em dành thời gian để nâng cao tư duy và chữa lành tâm hồn. Mày nghỉ để đi chữa lành tâm hồn và nâng cao tư duy đúng không? Nâng cao tư duy và chữa lành tâm hồn. Mày... mày về và tâm hồn mày không to lên thì đừng có trách mày làm cái nào cả. Ở ngôi chùa Thạch Thất ạ. Ngôi chùa? Vâng. Ở Thạch Thất? Vâng. Cái chùa thì có phải bơi mà lại mang tivi hồng minh đấy. Đi mang cái tình tham gia quả mày tu dưỡng chưa? Mày đi ra đây với tao ra đây. Dạ. Ra đây. Cái hình này máy tính của nó là người của một con nào đấy rất đẹp. Mày tu dưỡng chưa? Em tu mà. Đây mày cầm ra đây. Tôi dành thời gian để nâng cao tư duy và chữa lành của mẹ tôi đấy anh. Của em hả? Tôi dành thời gian để lại. Đây marketing là cô duyệt hết trừ quyền này.